Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm nhẹ, đứng ở mức 2.298 đô la Mỹ trên một ounce sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 105,91 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, đứng ở mức 60.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,340% trên một năm. Còn đối thị cho năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm đứng ở mức 80,78 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm do chịu áp lực của việc đồng bạc xanh mạnh lên. Đồng bạc xanh còn được hỗ trợ bởi nỗ lực cắt giảm lãi suất sớm của nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, trong đó có ngân hàng ECB của châu Âu và Canada. Gần đây, đồng bạc xanh không những vững vàng ở mức cao mà còn có xuống tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá vàng đang chờ đợi báo cáo về chỉ số lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để có thêm manh mối mới nhất về triển vọng cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nước này. Chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao Duman Utunoga của FXTM cho biết, thị trường vàng chứng kiến sắc đỏ do chịu áp lực bởi những bình luận cứng rắn từ quan chức Fed trong phiên trước. Cùng sự phục hồi của đồng bạc xanh, Thống đốc Fed Michel Lieberman đầu tuần này đã nhắc lại quan điểm rằng việc giữ nguyên lãi suất chính sách trong một thời gian có thể sẽ đủ để kiểm soát lạm phát, và bà còn nhấn mạnh khả năng lãi suất có thể tăng nếu cần. Về mặt xu hướng của giá vàng, theo chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao Roman Otuga của FXTM dự báo, giá vàng có thể biến động mạnh trong những ngày còn lại của tuần. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump cũng như báo cáo PCE có thể khiến kim loại quý này thêm biến động. Trong ngắn hạn, mức hỗ trợ của vàng là 2.300 đô la Mỹ trên một ounce và mức kháng cự là 2.340 đô la Mỹ trên ounce. Giới đầu tư đang chờ đợi thông tin về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE dự kiến công bố trong ngày thứ 6 tuần này. Đây là một thước đo quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và được sử dụng bởi các nhà đầu tư, nhà kinh tế học và các nhà hoạch định chính sách nhằm đánh giá hiệu quả chính sách tiền tệ và dự báo xu hướng kinh tế trong tương lai. Các nhà phân tích tại CPM Group dự đoán giá vàng cao hơn trong một hoặc là hai tuần tới. Trong thời gian này, một loạt vấn đề chính trị, kinh tế và thị trường tài chính có thể sẽ đẩy giá vàng lên 2.400, thậm chí là 2.450 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, thì các nhà phân tích cũng cảnh báo sự tăng giá của vàng có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sẽ tiêu tan sau tuần đầu tiên của tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Sáng nay, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ, hiện tại bán ra ở mức dưới 75 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn một số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước đó, hiện tại mua vào mức 73,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,25 triệu đồng trên một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là BNG, điều chỉnh giảm 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại, niêm yết giá vàng nhẫn 24K của công ty này mua vào ở mức 73,7 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 75,4 triệu đồng trên một lượng. Tương tự như vậy thì Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn 380.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang được mua vào mức 74,28 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,58 triệu đồng trên một lượng. Với Mi Hồng, doanh nghiệp này giảm 150.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều. Đối với mặt hàng vàng nhẫn 3 số 9, hiện tại mua vào mức 73,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,95 triệu đồng trên một lượng. Đây đã là phiên thứ hai liên tiếp vàng nhẫn trong nước rớt giá. Trong phiên liền trước ngày 26 tháng 6, mặt hàng này cũng quay đầu giảm từ 50 đến 100.000 đồng trên mỗi lượng. Trong khi đó, mặt hàng vàng miếng vẫn bất động. SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 74,98 triệu đồng trên lượng mua vào, 76,98 triệu đồng trên một lượng bán ra. Giá bán ra vàng miếng SJC của 4 ngân hàng quốc doanh bao gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và Vietinbank duy trì mức 76,98 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt Nam chưa bao gồm thuế và phí sẽ có giá ở khoảng 70,68 triệu đồng trên một lượng. Như vậy, giá vàng thế giới hiện tại đang thấp hơn vàng miếng SJC trong nước hơn 6 triệu đồng trên một lượng, thay vì gần 6 triệu đồng trên một lượng trong phiên giao dịch trước đó và thấp hơn giá vàng nhẫn một số 9 khoảng 4 triệu đồng trên một lượng.
Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch chiều nay. Nhìn chung là mặt hàng vàng miếng SJC trong nước thì cũng chưa có thay đổi về giá. Mặt hàng vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm. Chi tiết của bảng giá này thì kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 25.227 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.477 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.950 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 26.030 đồng trên đô la Mỹ, tăng 70 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.600.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. STC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì tạm thời cũng không có thay đổi về giá sau khi điều chỉnh giảm đến 200.000 đồng trên một lượng trong phiên trưa nay và hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.365.000, bán ra 7.525.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.365.000, bán ra 7.535.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.355.000, bán ra 7.455.000, cùng giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7.181.200.000, bán ra 7.381.200.000. Vàng 18K mua vào 5.356.800.000, bán ra 5.606.800.000. Vàng 14K mua vào 4.111.700.000, bán ra 4.361.700.000. Vàng 10K mua vào 2.874.000, bán ra 3.124.000. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.428.000, bán ra 7.558.000. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Định Vượng Doji mua vào 7.430.000, bán ra 7.555.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như thích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.